промені жовті віки ріжуть небесну блакить. На перехресті шляхів край благодатний стоїть. Тече, наче роки, вода, торгівлі ярмарок вир. Філософ наш Сковорода посіяв тут злагоду і мир. Харківщина, моя батьківщина, співаю я знову сном. Єдина моя Україна, віра, надія і любов. Єдина моя Україна, віра, надія і любов. Прадіди наші діди славу несли козаків. Перша столиця завжди гордість моїх земляків. Моя слобожанська земля дарує таланти людські для космосу і корабля, і робить шита золоті. Харківщина, моя батьківщина, співаю я знову сном. Єдина моя Україна, віра, надія і любов. Єдина моя Україна, віра, надія і любов. Крутиться наша земля в космосі вічний політ. Криком кричить немовля, славить наш харківський рід. Єднаймось на краще життя, ми варті того, можемо все. Сьогодні ідем в майбуття, бо ми в Харківщині живем. Харківщина, моя батьківщина, співаю я знов і знов. Єдина моя Україна, віра, надія і любов. Єдина моя Україна, віра, надія і любов. Харківщина, моя батьківщина, співаю я сном і сном. Єдина моя Україна, віра, надія і любов. Єдина моя Україна, віра, надія і любов.
все? Да, да. 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 Смотрите. Хватит. Невеста мало, невеста хорошая. Надо больше. Зеленые надо. А, зеленые, зеленые. У нас невеста очень хорошая. Да. Вот зеленый для вас. Хорошо. Давай. Em Nghị và Hoa sau một thời gian dài tìm hiểu yêu nhau, đến hôm nay được sự nhất trí của hai gia đình, hai em đã quyết định tổ chức lễ thành hôn. Tôi thay mặt đại diện họ nhà Giang xin được mang lễ vật đến để hai em bái vọng ông bà tổ tiên phù hộ cho hai em hạnh phúc. Và cũng trong ngày hôm nay, gia đình họ nhà Giang xin phép họ nhà gái cho phép được đón cô dâu về nhà chồng. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái, trước hết xin cảm ơn ông bà con đồng đã trai. Hôm nay qua thời gian tìm hiểu của hai cháu, ngày hôm nay gia đình họ Giai chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức thành hôn cho cháu. Hôm nay gia đình họ Giai có cơ cầu lễ mọn thắp hương gia tiên, xin các cháu đã hội tổ chức thay mặt gia đình họ gái cho gia đình họ Giai chúc mừng. Xin phép họ nhà gái cho chú rể vào đón cô dâu ra. Có gì họ nhà gái đã chọn giờ lành giờ tốt thì xin phép họ nhà gái vào đón cháu ra. Để chú đưa ra thì mình mới được trao ngoài cho chú thì cẩn thận mình không gỡ được đi. Đây là anh, là chú, hôm nay là chú giao em cho cháu. Vâng, cháu cảm ơn, cháu nhận. Thank you.
vườn cau, nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường, mẹ xin nong trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em trắng phai màu. Hoa cau rung trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quay vườn trầu. Anh thương em rồi sao anh chẳng nói để hoa cau sang hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn
ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi ơi hò khoan hơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên người, dòng sông xanh xanh lên nước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên thanh bình ta sống. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chợt man dày đâu che tan nỉ, đôi môi hồng mỉm cười tươi ta. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui. Rước em về cho bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây. Sang em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về buồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Đầu nó giữ đêm vượt suối.
rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Đông rồi quá mau, ngày vui đến gần như nắng trời vào sớm. Mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng. Vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Yêu sang nhà vang tiếng bao vui, theo kiều hoa có đôi phù dê. Còn trong đời bạn bè dẫm tên, bạn ngoài xa đã xa thiệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dâng ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi quá mau. Ngày vui đến gần như nhắc trời vào sương. Mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng giang quê hương, vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Thank you.
ngày xưa đôi ta chung lớp, đôi ta chung đường. Lên sáu lên năm đôi ta cùng sách, đôi ta cùng trường. Đường qua nhà em nghiêng nghiêng dẫn nắng, nghiêng nghiêng mây hồng. Chiều nào đuổi bướm, bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng. Rồi một ngày kia em khoe áo mới xanh hơn mây trời. Hai đứa chung vui khi xuân vừa tới thơ ngây cuộc đời. Trò chơi trẻ con em cô dâu mới chưa nghe năm sầu. Chú rể ngẩn ngơ ra hái hoa cà làm quà cưới cô dâu. Rồi mấy năm qua khi hoa vừa hé nhụy thì đời trai vui sương gió. Anh xuôi miền xa bao lần đến bước xuân qua. Anh ơi kỷ niệm xưa em còn giữ mãi trong lòng. Em biết không em, xuân nay lại trở về tranh lòng anh nghe sao xuyến. Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa xin. Dĩ vãng đâu trôi về nhắc em ngày thơ. Chuyện xưa, chuyện xưa, chuyện từ xuân trước xuân nay chưa nhòa. Anh nói em nghe, thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Cho mùa xuân nồng nàn lên má em thôi đợi chờ. Giữa lòng chiều hoang nâng cánh sim rừng ngờ màu tím hoa xanh. Đời trai vui sương gió, anh xuôi miền xa bao lần đến bước xuân qua. Anh ơi kỷ niệm xưa em còn giữ mãi trong lòng. Em biết không em, xuân nay lại trở về tranh lòng anh nghe sao xuyến. Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa xin. Dĩ vãng đâu trôi về nhắc em. Chuyện xưa, chuyện xưa, chuyện từ xuân trước xuân nay chưa nhòa. Anh nói em nghe, thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Cầu cho mùa xuân nồng nàn lên má em thôi đợi chờ. Lòng chiều hoang nâng cánh sim rừng ngờ màu tím hoa xanh. Giữa lòng chiều hoang nâng cánh sim rừng ngờ màu tím hoa xanh. Giữa lòng chiều hoang nâng cánh sim rừng ngờ màu tím hoa xanh. Chiều hoang nâng cánh sim rừng.
từ đất điện gì. Anh nghĩ đi nào bốc lên. Cùng bạn bè nam nữ từng biết sản phẩm quả thế nào khẩn trương và rất khẩn trương và quan trọng và ổn định trước rồi thì buổi lễ giải hôn của Thanh Nhìn và Như Hoa có thể được bắt đầu. Một lần nữa chúng tôi xin kính mời và kính mời quý vị đại biểu đại diện cho hai họ cùng bạn bè nam nữ thân quý khách gia đình của hai em khẩn trương và hỗ trợ để ổn định trước rồi thì buổi lễ giải hôn của hai em chúng tôi có thể được bắt đầu. Chúng là pháo ơi pháo nổ vang trời mới một ngòi pháo trăm lời cảm ơn thay mặt gia đình và cô chú này xin cảm ơn quý vị cảm ơn quý vị đã và học những thứ người đã thành công quả với hai gia đình và hai chúng tôi kính mời và kính mời. Trăm lời cảm ơn thay mặt cho hai gia đình và cô dâu chú rể xin cảm ơn quý vị đại biểu đại diện cho hai họ cùng bạn bè nam nữ tân quý khách xa gần của hai gia đình và hai em đã không quản đường xa xa xôi thời gian và ngọc về dự buổi lễ thành hôn của hai em chúng tôi hôm nay. Và thưa hội hôn,
có thể nói là một năm để chọn lấy một tháng, và một tháng để chọn lấy một ngày, và một ngày để chọn lấy một giờ. Và đúng rồi, xin mời bốn họ lắng nghe. Hiện nay là đồng hồ đã báo giờ xe duyên hồng. Tục truyền dân tộc nước ta từ bọc trăm trứng của bà Âu Cơ mà đông dân như thể bây giờ sinh sôi nảy nở là nhờ kết hôn, mà quên sao hai chữ phương ngôn che già măng mọc để sinh tồn mai sau. Đúng là trai gái là phải được yêu nhau, xây dựng hạnh phúc rồi mới mau sinh con bồng. Đúng là qua đình thì ngả nón trông đình, hôm nay vui bạn vui mình ngày mai. Để tỏ lòng mến yêu tuổi trẻ, để chọn tình chung thủy bạn bè, vì tình vì nghĩa mà nên thơ, vì tương lai đó mà mơ xây đời. Vì trăm năm phải chồng người, mối tình gắn bó xa xôi cũng gần. Về dự buổi lễ thành hôn của hai em chúng tôi hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu đại diện cho hai họ cùng bạn bè nam nữ tân quý khách xa gần của hai em đã không quản đường xá xa xôi, thời gian và ngọc về dự buổi lễ thành hôm nay. Thay mặt cho hai gia đình, ban tổ chức xin trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của Thanh Nghị và Như Hoa hôm nay bắt đầu. Đến hướng trường hoa đỡ. Dành 15 phút để quý vị thưởng thức những món ăn do đầu bếp nhà anh Hiếu phục vụ quý vị. Và thưa quý vị, thế này, có thể nói là đến dự buổi lễ hôm nay là xin mời tất cả mọi người, chúng ta vừa bán hàng ngoài chợ rồi công tác hoạt động một cách rất căng thẳng hôm nay xảy ra đối với quý vị. Đến dự đám cưới này 9:30 tối mới kết thúc, và xin quý vị sẽ thưởng thức những món ăn dân tộc Việt Nam tại Karakok này, và chúc quý vị một bữa tiệc thật ngon miệng. Xin kính mời và kính mời, và xin quý vị cô dâu chú rể, xin mời cô dâu chú rể cùng tất cả quý vị chúng ta nâng cốc để chúc mừng cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Xin kính mời.
Alo, kính thưa quý vị, có lẽ là ban tổ chức và gia đình đã dành cho quý vị 15 phút đồng hồ để thưởng thức những món ăn dân tộc của Việt Nam tại nhà hàng Samba Club. Và kính thưa quý vị thế này, đúng là này anh đàn khéo, này chị hát chèo, tiếng hát thì trong veo, giọng reo tình ái, hát thật thoải mái, hát cho đến 9 giờ cũng sẽ ngồi chờ nghe hết. Vui thì phải vui như Tết, mà vui kết tơ duyên, ai cũng có quyền đứng lên họ hát. Vậy xin mời các bạn nam nữ thanh niên ta vui lễ tân hôn. Và xin mời quý vị vừa thưởng thức những món ăn dân tộc tại nhà hàng Samba Club này, và xin mời quý vị cùng đón nghe nam ca sĩ Quốc Tuấn sẽ gửi tới quý vị một số bài hát rất hay mà anh vừa đạt giải huy chương vàng tại tiếng hát truyền hình của thành phố Hà Nội. Xin mời quý vị cho Quốc Tuấn một tràng vỗ tay thật to. Chúng tôi xin kể toàn thể hội ngôn một bài hát về Hà Nội, bài Hà Nội năm 2000. Hà Nội như năm 2000, trẻ không còn an sinh, không sao người trong công viên nắm bà nửa thùa bánh tiên. Hà Nội những năm 2000, trời xanh Thăng Long bay lên, nhà cao lên trong mây xanh, phố vẫn nhỏ, con đường cũng nhỏ, để em bước trong vui mà để trái sông trên lăn lăn trên hè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em chân quên vẫn trong lòng mắt thêm đang nhìn về anh và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chờ một mình lặng lẽ ướt lạnh trong nước vì anh nguyện cho ngày tháng em đêm những những giấc mơ giữa hoang mang lãng quên nơi quê đời có em riêng chờ đợi sau. Thương trường, qua thời gian tìm hiểu và được sự nhất trí của hai bên gia đình, hôm nay hai bên gia đình tôi làm lễ thành hôn cho Thanh Nghị và Như Hoa.
có đầy đủ sự chứng kiến của bốn họ cùng bạn bè nam nữ tân quý sách xa gần của hai gia đình và hai em. Nhưng báo cáo hội hôn để chứng tỏ rằng cô dâu chú rể yêu nhau, thương nhau và sống với nhau trọn đời. Xin mời một vị đại diện cho hai họ sẽ lên trao nhẫn cưới cho cô dâu chú rể. Xin kính mời. Rồi bây giờ muốn cho chú phải làm gì ạ? Hôn nhau đi ạ. Hôn cái là hôn nhau đi ạ. Nào bắt đầu nào. 1, 2, 3. Hôn trường tôi chào vỗ tay cho tôi. Để mừng hạnh phúc của dâu chú rể, Phương Thảo xin trình bày lời nhạc phẩm của nghệ sĩ Nguyễn Tiến Thiền Hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
xin cảm ơn nữ ca sĩ Thành Thảo. Và thưa quý vị, thế này đúng là để gắn bó hai nhà hai họ, để cả thông trước và sau quen, để xứng đáng đức dâu hiền thì chung giữ trò bài ca. Họ hàng bên gái nhà ta dốc bầu tâm sự gọi là giận thêm. Vậy sau đây xin trân trọng giới thiệu hai họ, một vị đại biểu đại diện cho đoàn phái sẽ có đôi lời phát biểu với trường những trường tâm cao của bạn. Kính thưa vị đại diện cho nhà trai, kính thưa các bạn xa gần, cô dâu và chú rể, trước khi tiễn cháu hoa lên xe hoa, cho phép tôi đại diện cho nhà gái căn dặn cháu đôi điều. Ở đây anh chủ hôn anh đã dịch con ca, nghĩa là hôn nhau. Hôn nhau có nghĩa rất lợi cho các cháu tuổi trẻ, nhưng tôi thì tuổi già, hôn nhau tôi tạm dịch tiếng Nga gọi là đắng cay. Thì cô dâu và chú rể, các cháu hôn nhau đi để cảm thấy cái đắng cay của cuộc đời và vị ngọt của tình yêu. Tôi xin căn dặn cháu gái tôi đôi điều. Trước khi lên xe hoa thì tôi có nói rằng: cháu ơi, lấy chồng khổ lắm cháu ơi, nhưng cháu sẵn sàng lên xe hoa để gánh chịu cái khổ ấy. Nhưng cháu biết rằng sau cái khổ đấy thì sẽ có cái sướng. Cái sướng tức là cháu được bay trên 9 tầng mây. Còn bay như thế nào thì các cháu sẽ hiểu. Cũng như các bác đã dạy, con là hạnh phúc của đấu tranh. Khi cháu lên xe hoa thì cháu sẽ thấy rằng nhìn về quá khứ thì toát mồ hôi, nhìn về tương lai thì hòa nước mắt. Các cháu vật lộn với thương trường 3 số 3 số 3 này vô cùng cực khổ. Mong rằng các cháu hãy cố gắng lên để vật lộn với cuộc sống và dành những hạnh phúc riêng tư của gia đình. Cho phép tôi chúc hai cháu hạnh phúc mãi mãi. Xin hết. Xin cảm ơn lời phát biểu và lời căn dặn của vị đại diện nhà gái. Và thương trường thế này, ngày xưa đám cưới của Việt Nam này là không gọi là đám cưới, và nếu không có vàng 10 thì không gả con gái cho. Và thưa ông trường, là ngày xưa đám cưới của Việt Nam như này là phải có 100 lít rượu ngon, ngoài ra phải có lợn, gà, châu báu, kim cương, vàng 10. Nhưng báo cáo mấy hội hôn là đám cưới của Việt Nam bây giờ khác rồi, hiện đại rồi, đổi mới rồi và tiến hóa rồi, chỉ chọn con người. Đứng dậy đi em. Có thanh nghị mà làm rể thì vàng 10 cũng phải thua. Xin mời hôn trường cho chú rể một tràng vỗ tay thật to. Và thương trường thế này, xin cảm ơn. Và thương trường thế này, ở xa có tiếng đồn rằng anh Quốc Hưng mà hát thì như trăm đêm rằm. Ngày thường anh ấy hát rất là hăng, hôm nay anh Quốc Hưng hát để chị Hằng cười duyên. Để tiếp nối chương trình, xin trân trọng giới thiệu hai họ. Nam ca sĩ Quốc Hưng sẽ gửi tới trường bài hát để những trường cho bạn chàng vỗ tay. Tôi chưa bao giờ đi xin hôn trường cho một chàng vỗ tay để cổ vũ với tôi nào. Hôm nay như ngày vui của hai cháu, tôi hát tặng hai cháu cùng hồi hôn bài hát Cung Đàn Mùa Xuân. Đất nước mình xôn xao bóng đau
Hãy subscribe.
đầy trái. Em mang tình anh đến cho lòng thương chú rể cô dâu, giờ đây muốn nói những câu tâm tình. Vậy sau đây xin trân trọng giới thiệu mấy hai họ. Một vị đại biểu đại diện cho nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu hướng trường. Đề nghị trường cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại diện họ nhà gái, kính thưa toàn thể hội trường, ngày hôm nay thành phố Phan Thiết thân yêu của chúng ta đón nhận một sự kiện vô cùng trọng đại đến trong cuộc đời của hai em Thanh Nghị và Như Hoa. Thay mặt đại diện họ nhà trai, trước hết xin chân thành cảm ơn sự có mặt đông đủ của bà con cô bác là không quản thời gian xa xôi vất vả đến đây để dự lễ thành hôn của hai em Thanh Nghị và Như Hoa. Kể từ ngày hôm nay, hai em đã chính thức nên vợ nên chồng. Mong rằng các em giữ mãi ngọn lửa tình yêu của mình, sinh con đẻ cái và sống cuộc đời trăm năm hạnh phúc. Kể từ ngày hôm nay, gia đình chúng tôi chính thức đón nhận em Hoa về làm dâu gia đình. Cũng từ hôm nay chính thức bàn giao Anh Nghị về làm đề thảo gia đình họ nhà gái. Cuối cùng chẳng biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn toàn thể cô trưởng. Xin cảm ơn lời phát biểu và lời cân dặn của họ nhà trai. Và kính thưa hai họ thế này, đúng là cây thì có gốc, nước thì có nguồn. Uống nước thì phải nhớ lấy nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Cây có gốc mới đâm chồi nảy ngọn, nước có nguồn với biển rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu, có tổ tiên trước thì sau mới có mình. Đúng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, trước là chữ hiếu, sau mới là đạo con. Và kính thưa hội hôn, và đến dự đám cưới hôm nay cô nào cũng má đỏ môi hồng. Đến dự đám cưới, anh xin hỏi là em có chồng hay chưa? Anh hỏi thì em xin thưa, em đã đến tuổi nhưng em chưa chống lầy. Để nói tôi giúp tôi điều này trước hôm chiều hôm nay, xin mời chị Vân Anh. Xin mời chị Vân Anh sẽ lên nói giúp tôi điều này trong trường. Xin mời trường cho chị Vân Anh một tràng vỗ tay thật to. Alo. Đến với hội hôn hôm nay, Vân Anh xin gửi tới hội hôn toàn sức khỏe và chúc hai em hạnh phúc trăm năm đầy đàn con cháu. Tôi xin hát một đoạn nhạc cải lương ạ. Tình anh với ước mong ban đầu, bao lời
hai trái tim ấy cũng cộng hòa kết thành hai trái tim. Nhưng người thì bảo một, người thì bảo hai, nhưng riêng cùng Sơn cả quyết định là hai. Còn một nam một nữ đang xích lại gần nhau, họ trao nhau lời hứa hẹn. Tôi nói nhiều, nói hết thì sẽ có cô e thẹn. Chính dưới bầu trời này đã nhiều lần nghẹn thở dưới trăng sao. Nói như vậy thì nhiều bạn trẻ dưới hỏi làm sao. Xin mời hội hôn nhìn đến đây sẽ rõ. Đấy, hai em ôm nhau đến nghẹn thở. Còn đây thưa hội hôn là hoa hồng. Thưa hội hôn là hoa hồng chứ không phải hoa sen đâu. Hoa hồng đấy, họa sĩ vẽ hơi sai tí. Hoa hồng đẹp bởi màu hồng, mà con người đẹp bởi tấm lòng thủy chung. Còn đây là hai chữ hạnh phúc. Đúng là hạnh phúc non sông, hạnh phúc nhà thắm tình, tổ quốc đẹp tình ta. Trai mà yêu vợ thì hăng say công tác, gái thương chồng chung thủy đảm đang. Và thưa anh hôm thế này, Phương Nam câu nói là khúc sông bên lở bên bồi, người đứng lên hát thì người ngồi phải vỗ tay, càng vỗ khỏe thì càng hát hay. Hát cho hai em là phải say như uống rượu đào để tiếp nối chương trình. Xin trân trọng giới thiệu hội hôn là nam ca sĩ Trung Thành sẽ gửi tới một chương bài hát để hiện trường cho một tràng vỗ tay thật to. Vào hồi niên em
xin cảm ơn anh Trung Thành. Và thưa anh ôn thế này, đúng là ai người nuôi dạy trẻ thơ, vợ chồng toại nguyện ước mơ xây đời, trăm năm hạnh phúc chồng người, cháu trai tuấn tú sẽ ra đời năm sau. Để chúc mừng cho cô dâu chú rể cuối năm sau có cháu trai đầu lòng, xin mời chú Việt Văn đại diện cho nơi cô dâu chú rể đang sinh sống và công tác tại Kiev bây giờ sẽ được lên có đôi lời phát biểu hiện trường để hiện trường cho chú Việt Văn một chào vỗ tay thật to ạ. Chúng tôi đã được đại diện cho cô dâu chú rể chúng ta đã sinh sống và công tác tại Kiev hôm nay. Theo cái lời của người giới thiệu chương trình, thế là những người từ Kiev đã vượt đường xa để đến với các bạn, tôi cũng tự hào, nhưng thực tế là tôi lại ngồi ở trong cốp làm việc một năm nay để chúc mừng đôi tân hôn hôm nay. Thì là các bạn thường là muốn nghe thơ, nhưng mà hôm nay có cớ để không có thơ là bởi vì tôi cũng viết thơ theo không chuyên nghiệp. Thì là thơ vui thì cũng viết trong lúc buồn, là thơ buồn thì lại càng viết trong lúc buồn. Cho nên hôm nay ngày vui không có cớ gì để tôi có thơ cả. Thế nhưng mà sẽ có một hai câu thôi. Cái đầu tiên ấy, thì là các bạn đã chúc tôi tân hôn, thì là tôi muốn có một câu chuyện nhỏ nhỏ thôi. Thế là của bố nhà thơ Xuân Diệu, để góp vào cái kinh nghiệm đời của đôi bạn trẻ. Thường thường đôi bạn trẻ khi yêu nhau ấy, thì đúng một từ của yêu, nhưng khi đã lấy nhau ấy, thì phải nên thêm một từ của thương, tức là thương yêu. Và cái thời gian đầu ấy, rất hay cãi nhau, nói thẳng như thế. Cho nên là các bạn phải biết nhường nhịn nhau, và nói rất là toàn những lúc phải nhịn nhau thì may mới vượt qua những thời gian đầu. Đấy, cho nên là người ta bảo ví dụ như vợ nấu cơm thế thì bảo sao nay em nấu cơm thơm thế, vợ nấu cơm nhão thì bảo sao hôm nay em nấu dẻo thế, còn vợ nấu cơm xấu thì bảo hôm nay em nấu cơm bùi thế. Cho nên có câu thơ thế này: khê thơm nhão dẻo sống bùi, khen em mà lại sùi sùi thương anh đấy. Xin cảm ơn chú Việt Văn. Và thưa hôm thế này, đúng là bây giờ thì mận mới hỏi đào rằng nhà trai, nhà gái, nhà nào hát hay. Vậy xin mời anh Thanh Hải sẽ trả lời thay, mà nhà gái chưa hát biết hay thế nào. Xin anh đại diện cho đào, nếu không biết hát làm sao bây giờ? Thưa quý vị, có lẽ là vì thời gian mà không cho phép, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lên trên này để cùng nhảy đến dấu hiệu quốc tế của mấy cô dâu chú rể trên công trường. Và thay mặt cho hai gia đình, thay mặt cho cô dâu chú rể, xin cảm ơn quý vị đã rút chút thời gian đến từ buổi lễ thành hôn của hai gia đình và hai cô dâu hai em tuần này. Về phía gia đình và ban tổ chức có gì sai sót mong quý vị không ngại. Oh,
Thank you.